Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật ngày 16 tháng 5 2024 giá giảm nha bà con. Tại Tiền Giang, mít nhất 16, mít nhì 9.000, mít 37.000 và mít chợ 3.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 15.000, mít nhì 8.000, mít 36.000 và mít chợ 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất 14.000, mít nhì 7.000, mít 35.000, mít chợ 2.000. Khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh mít nhất 14.000, mít nhì 7.000, mít 35.000, mít chợ 2.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 11.000, mít nhì 7.000, mít chợ 2.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất là 12, mít nhì 7.000, mít chợ 2.000. Khu vực Tây Nguyên mít nhất 10.000, mít nhì 6.000 và mít chợ 2.000. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.